Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ là từ 12 đến 19 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể, trưa chiều có lúc hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ là từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể, trưa chiều có lúc hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ là từ 16 đến 25 độ, độ ẩm trung bình là 85%.